inspire được, miễn là có cùng chung tập khách hàng, đúng không ạ? Thậm chí mình phải làm những điều mà khác biệt. Thậm chí nếu mình đóng gói và bảo quản tốt, mình có thể đưa vào kênh siêu thị, người ta mua một cái thuốc giảm cân nó giống như người ta mua một thực phẩm, thì lúc đấy nó mới nhanh giàu. Tất nhiên ông Phan Anh ngồi đây nghĩ như thế, nhưng đến lúc làm có thể nó sẽ rất là khó khăn, nhưng ít nhất là phải có người nghĩ chứ, đúng không ạ? Phải có người nghĩ chứ. Ngày xưa tôi bán giày, ở đây có ai biết tôi bán giày chất trẻ con không? À, có một người biết này, người biết này. À, bây giờ tôi, công ty tôi cổ đông ấy, là có 16 cửa hàng bán giày chất trẻ. Bây giờ ấy, không phải ngày xưa, ngay bây giờ. Thế tôi bảo không, bảo sếp là anh đi tiếp cận bọn các cái trường quốc tế là nó hay có kiểu mặc đồng phục và ăn mặc giống như kiểu bên Nhật ấy. Các con là mặc váy này, xong thì đi giày, nó gọi là giày spun su á. Cái giày spun su là cái giày màu đen và bịt mọng có quai. Thì chúng tôi có sản xuất cái giày đấy, và anh đi tiếp cận cái trường đấy, mình đặt vấn đề là mình bán tại trường mấy năm rồi. Cái đấy hay đấy, không làm. Hôm vừa rồi nó là đi sang VinSchool mới thấy có một bọn nó bán tại sân trường VinSchool luôn. Tất nhiên mình cũng không nói là doanh số là bao nhiêu, nhớ ít, đúng không? Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu bạn triển khai 1.000 bút bán hàng như thế ở 1.000 trường quốc tế, có ngon không? Quá ngon. Cứ ngồi nhà vò đầu nước tai, đau đầu nước óc, làm sao để bán hàng, không chịu đi học, không chịu làm việc, không chịu suy nghĩ, bỏ đấy. Đấy, nếu mà mình làm được, đóng gói cẩn thận nha, đưa cái siêu thị, và các anh chị biết rồi, siêu thị nó vô cùng sẵn, đúng không? Rất là sẵn, nhưng mà mình xem là mình có đủ năng lực không? Bởi vì đi vào kênh siêu thị ấy, là bao giờ cũng bị đặt vốn. Siêu thị không bao giờ trả tiền ngay. Siêu thị là không bao giờ trả tiền ngay. Đưa hàng vào để trên đấy bán được, 3 tháng sau tao mới trả tiền. Nó chế dụng vốn mà. Thế nhưng nếu giả sử mình mà có vốn mình cân được, thì đấy là một kênh tuyệt vời. Nhà thuốc thì các anh chị biết không? Bây giờ nó cách đổ vài trăm mét, cứ ở quanh khu phố mà mình đi, vài trăm mét lại có một cái tiệm thuốc, vài trăm mét lại có một tiệm thuốc. Hãy nghe lời tôi, phát triển kênh này kinh khủng kia, tiền về ngay, không kể xiết luôn. Dân số về khủng khiếp, hàng chục tỷ mỗi tháng. Đó, spa làm đẹp, tiệm thuốc, thậm chí nhà hàng đều có thể bán đối với cái dòng sản phẩm của công ty Chame, thuốc giảm cân. Rồi thì mặt nạ Sacol, đúng không ạ? Mặt nạ hoa người Tây, nước hoa vùng kín, tất cả những sản phẩm như vậy rất tốt, đều có thể bán. Bởi vì nó là một sản phẩm tiêu dùng thôi mà, đúng không ạ? Phát triển mô hình đại lý, trên hình đây hướng dẫn các anh chị rồi. Mô hình đại lý là mô hình như thế nào? Là mình sẽ trả chiết khấu cho đại lý theo cấp bậc. Cấp bậc ở đây nó không phải đẳng cấp nhé. Cấp bậc ở đây là bạn nhập nhiều thì bạn chiết khấu nhiều, bạn nhập ít thì bạn chiết khấu ít. Có mỗi thế thôi. Còn người bên trên bạn không có hoa hồng. Còn người bên trên bạn có hoa hồng thì đấy nó gọi là đẳng cấp. Tiếng Anh người ta gọi là MLM. Đúng không ạ? Multi Level Marketing. Cái người thứ 10 người ta mua hàng, thì người thứ 1 vẫn được tiền, đấy là đẳng cấp. Còn mô hình đại lý truyền thống, cấp trên trả cho cấp dưới là hết. Tôi bỏ ra 100 triệu, tôi nhập được chiết khấu 45%. Bạn bỏ ra 80 triệu, bạn chỉ nhập được 40% thôi, thì tôi sẽ chênh được 5%, đúng không ạ? Một bạn tiếp theo nhập có 10 triệu thôi, thì bạn chỉ được 30%, thì tôi sẽ được chênh 15%, ok? Đấy là mô hình đại lý phân phối truyền thống.
và chúng ta không bị điều tiếng về mô hình này. Tất nhiên đa cấp thì nó cũng không xấu, nhưng mà thôi 90% mọi người nghĩ về nó là rất xấu thì tội gì mà dính vào, đúng không? Cứ đi thanh minh thì không, em không xấu, em rất đẹp, em tốt lắm, em làm đa cấp rất chân chính, mệt ra tốt nhất là gì? Không hại. Đấy là lý do tại sao từ ngày xưa là tôi không bao giờ bước vào đa cấp, mặc dù bọn nó rủ dê tôi cắt lực luôn. Các thể loại mình không bước vào, bởi vì thay vì đi thanh minh cho những người hiểu biết, những người hiểu biết thì lại không cần thanh minh, mà 90% số đấy họ lại đều không phân biệt được là bọn nào là đa cấp xịn, bọn nào là đa cấp đẻ. Và thực ra số đa cấp xịn thì làm sao quá ít, đúng không? Quay lại cái slide trước, quay lại cái slide trước. Đó, mô hình đại lý cấp 1 tuyển đại lý cấp 2, đại lý cấp 2 tuyển đại lý cấp 3. Thì công ty Kame là cũng đang hoạt động theo mô hình như vậy dưới sự tư vấn của tôi. Trước đây anh Hồ và chị Kiều Anh là không làm như thế. Trước đây anh chị chỉ là nhà sản xuất OEM, OEM chuyên sản xuất gia công. Tức là ở đây chẳng hạn 60 người đang ngồi trong hội trường này mà muốn có một nhãn hiệu riêng, chẳng hạn ngày mai thích ra thuốc giảm cân Phan Anh, đúng không? Ok, bên đấy sẽ sản xuất chiều cho bạn. Đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi có tư vấn cho bạn Hồ là em ra một nhãn riêng của mình, sau đó anh và em sẽ cùng nhau phát triển cái nhãn này. Nhưng với điều kiện em là nhà sản xuất, em phải lo hết tất cả về chất lượng, về giấy tờ, anh không biết đâu đấy, đúng không? Sau đến lúc mà người ta bán, người ta uống mà nó lăn quay rồi đấy, hay có vấn đề gì đấy là em phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Vâng, thế thì ok, vì bên công ty Chame thì đã làm 4 năm nay rồi và thu phí chưa ăn chết. Người tiếp theo thì tôi không biết, nhưng mà cho đến bây giờ rất may, đúng không? Vẫn phải dùng từ thu phí mấy vui đấy các bạn, tức là sản phẩm rất là tốt, khách hàng phản hồi rất là tốt, đại lý phản hồi rất là tốt. Và đây là một sự tình cờ đấy, đây là một sự tình cờ. Khi tôi nói với Hồ rằng này, anh chạy quảng cáo thuốc giảm cân cho con bé này, anh làm quảng cáo thuốc giảm cân cho con bé kia, Hồ với Kiều Anh đều bảo là đại lý của em. Và 4 năm trước tôi đã chạy quảng cáo cho hai bạn đấy ở trong Sài Gòn, bán kinh hoàng luôn, bán rất nhiều. Nhưng mà tôi không hề biết rằng là hai bạn ấy đều nhập hàng của công ty Chame. Không ai một ai biết luôn. Tôi chạy cho bạn ấy, chính tay tôi chạy. Ngày xưa tôi chạy quảng cáo thì tỉnh cao. Bây giờ các bạn lên mạng các bạn không thấy tôi mấy, bởi vì hai năm nay này gần như gác tiếng rồi. Giải nghệ rồi. Gác tiếng tức là không làm nữa. Chứ không phải là không kiếm được, mọi người nghe sai nhé. Gác kiếm được quy ẩn giang hồ đấy. Ngày xưa anh chị biết là một ngày buổi sáng, tôi nhớ vẫn như in, một buổi sáng tôi dậy tôi chạy quảng cáo 40 cái quảng cáo cho 40 khách. Cứ ngủ dậy khoảng 8 giờ xúc miệng, khoảng 40 cái ad xong thì đến trưa. Nhưng mà kiếm tiền dễ lắm. Thì ngày xưa quảng cáo cứ 10 khách là 8 khách thành công, có 2 khách không thành công. Bây giờ thì ngược lại, chạy 10 khách thì 8 khách không thành công và 2 khách thành công. Nên là cái số người ta chửi mình nhiều hơn là cái số người ta yêu mình. Thôi đừng làm. Tôi rất là thật thà chia sẻ mọi người tại sao mà làm nó khó. Càng ngày thì kinh nghiệm của tôi phải càng lên. Thế nhưng thị trường lại càng khó, bởi vì Facebook nó siết, Facebook nó chặt, quảng cáo nó đắt, mọi người chạy không ra nổi. Mình đủ cho rồi. Và thứ hai là không phải sản phẩm gì cũng chạy ra ngon. Không, mà thứ ba là không phải khách hàng nào người ta cũng đủ tiềm lực để theo được một cuộc chơi lâu dài. Thường các mẹ nhé, đưa tiền cho tôi 2 tuần là phải đòi gì? Có kết quả ngay. Mà nếu mà 2 tuần mà có kết quả ngay thì chỉ có cách là thụ thai. Chứ còn chạy ác thì bây giờ khó lắm. Đúng không? Rất nhiều người phan cách chưa lập chạy, nhưng mà 2 tuần người ta không thể kiên nhẫn được. Giải thích người ta không hiểu, người ta bảo chị chỉ có thời gian thế thôi. Thế thì thôi, câu trả lời là gì? Tôi không làm để giữ uy tín.
bởi vì kiếm tiền ấy, thì vẫn